Ông đi đâu đấy? Đi tắm chứ đi đâu. Ông ngồi xuống. Ôi rồi. Ngồi xuống. Tôi không đồng ý cho ông đi tắm. Kinh. Bây giờ tôi đi tắm, bà cũng quản lý tôi cả cái vấn đề đi tắm. Bà quản lý tôi mọi thứ trên đời này. Kinh rồi. Không, tôi không quản lý. Mà tôi đang nói rằng là ông vừa tắm cách đây 3 tiếng 21 phút. Tắm gì mà tắm lắm thế? Hả? Này nhá. Này này. Đừng đừng nói cái kiểu là tôi hôi rồi tôi phải đi tắm nhá. Tôi không đồng ý cho ông đi tắm đâu. Tôi không có nói hôi nữa. Thế bà có thấy rau mùi không? Rau mùi, rau thơm hay rau láng đấy là việc của ông. Nhưng tôi không đồng ý cho ông đi tắm. Nào. Bà này tiết kiệm cả nước đối với tôi à? Nó sao phải thế? Tôi không phải là tiết kiệm nước đối với ông. Chỉ đơn giản là tôi không đồng ý cho ông đi tắm thế thôi. Tắm nhiều thế để làm cái gì? Nhá. Này này. Các cụ nói rồi. Nhá. Người ta chết ý là chết vì sạch chứ không phải là chết vì bẩn. Nhá. Chứ phải sao nó cay nghiệt thế. Tôi không thể tưởng tượng được bà này khó tính đến mức độ như thế. Tôi khó tính cái gì nhỉ? Hả? Quá khó tính luôn. Đấy. Ông mới là căng thẳng ấy. Tôi đang rất nhẹ nhàng. Nhá. Như nào? Lắc đầu là như nào? Lắc đầu là ngồi thở dài thế thôi. Ô này bà ơi. Dạ. Bà Hợp ơi. Dạ. Nhà mình mất nước à? Sao thế hôm nay tự nhiên lại gọi tên ra là thế nào nhỉ? Ôi thì gọi tên Húy, cái bà này còn kiêng là tên Húy, thi thoảng gọi cho đã sao? Thế sao lại mất nước thế? Tôi chốt cái đồng hồ nước vào đấy. Chỉ để đủ nước dùng sinh hoạt hàng ngày thôi. Ôi giời. Thế sao bà lại chốt nước? Chốt nước vào để cho ông đỡ tắm. Ông tắm nhiều quá. Tắm nhiều hơn quy định nhá. Ôi giời. Tôi đi mở nước đây. Này này này. Cái gì? Ông ngồi nguyên xuống. Ông vừa tập xong, mồ hôi mồ kê nhễ nhại như thế kia, tắm vào đâu có tốt. Cứ nghỉ cho đỡ mồ hôi thì đã rồi hãy tắm. Ôi trời ơi. Chả biết cái kiếp trước của mình thế nào. Tôi mà biết lấy vợ mà kiểm soát như này, thà tôi sống một mình cho nó xong. Ông vừa nói cái gì? Tôi nói là tôi nóng lắm rồi, tôi cần tắm. À thế ông cho là ông mất quyền tự do đúng không? Tôi kiểm soát ông đúng không? Ông khó chịu đúng không? Thế bây giờ tôi hỏi ông nhá. Một là tắm để ốm, hay là bây giờ ông nghe lời tôi để khỏe hả? Ông thấy ông chọn cái nào nào? Chọn cái nào? Tôi nói với bà kiểm soát tôi ghê quá. Thế này thì mất tự do dân chủ, mất quyền công dân. Ôi trời ơi, sao ông nâng cao quan điểm thế nhở? Mất tự do dân chủ, mất quyền công dân. Tôi nói rồi, không tắm bây giờ, lát nữa tắm nhá. Tắm được có giờ? Chứ còn sao nữa, ông tắm quá nhiều. Nếu như mà không khoa học nhá, sức khỏe của ông nó sẽ thuyên giảm nhá. Nó sẽ không khỏe nhá, khổ vợ, khổ con. Mà trước tiên phải khổ bản thân ông nhá. Tôi nói như thế để tốt cho ông thì ông lại không nghe. Mất quyền tự do dân chủ. Thôi, đành thôi. Ngồi chờ giờ đẹp để tắm. Thế hôm nay ông không đi tắm à? Ôi, tắm thì có tùy từng lúc ấy, sao là bà có hỏi tôi đi tắm là nào? Thế lạ, từ mọi ngày là đến giờ này là đi tắm mà. Thế hôm nay tự nhiên lại thấy ngồi đây xong lại có tí húng hắng ho. Thế chính vì thế mới hỏi. Cái húng hắng cái tuổi già rồi, tránh làm sao được. Không còn húng hoáng nữa. Úi dồi ôi, ốm rồi đúng không? Người nó mệt mệt. Đấy. Hôm nay không tắm nữa. Đấy, biết ngay mà. Tắm táp ý, phải có giờ giấc nó mới khoa học, nó mới đảm bảo sức khỏe. Đây như ông nhá, tôi thấy nhá, thích giờ nào là tắm. Mà tập tành xong nhiều mồ hôi như thế nhá, cơ thể nó mất nhiệt. Tắm như thế thì làm sao mà nó chả ốm, đúng không? Ôi trời, bà còn quản lý tôi cả cái chuyện tắm táp trên đời này nhất bà. Không phải là quản lý, mà đây là tôi chăm sóc sức khỏe cho ông. Tôi lo ông ốm. Hôm nay chưa tắm đúng không? Ừ. Thật không? Ừ, thật. Ông nhìn thẳng tôi cái. Nhìn thẳng vào mắt tôi trả lời trung thực cái.
Chưa tắm đúng không? Chưa tắm, hôm nay tôi có tắm đâu. Thế cái chậu nước tôi để trong buồng tắm đâu? Ôi giời. Đâu? Tôi có phải là người quản lý cái chậu nước của đâu. Này, ở trong nhà còn bao nhiêu người? Con cái nó tắm nó giặt thì sao? Này nhá, vợ chồng thằng Khánh ý, với cái Phương là có buồng tắm riêng. Chúng nó không đả động gì cái phần nước non ở trong buồng tắm của tôi với ông nhá. Ông trả lời trung thực tôi cái, ông lén tắm đúng không? Cho nên ông mới ho, đúng chưa? Bà... Nào, trả lời đi. Cái gì mà ông biết là nào? Đấy, chính vì thế cho nên ông mới ốm. Tôi không phải là quản lý khắt khe gì, nhưng mà tôi đảm bảo sức khỏe cho ông nhá. Từ nay trở đi ông tắm táp hay như thế nào ông phải nghe lời tôi. Chưa? Thôi được rồi. Không đúng. Nghe lời vợ là ốm đấy. Bà, người ta nói là gừng càng già càng cay. Càng cay, đúng rồi. Riêng với bà, cay phải cay xè.